Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Tân Ninh, xã Sơn Đông, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 407,5 m². Trên thửa đất, căn nhà vườn có 204,8 m là đất thổ cư. Trước tiên, em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường bê tông 3 m, khoảng 100 m nha. Con đường này rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác và xe 4 chỗ. Anh chị di chuyển rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua đi ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, nhà thờ. Mình cách khoảng 500 m. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ canh cho anh chị nắm ha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà phường này hơn. Để anh chị ở xa mình về đây thì cũng không mất thời gian nha. Đất và nhà của mình thì tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 11 m và có chiều sâu là 38. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cột bê tông này nha anh chị. Mình đo thẳng qua bên kia là 11 m. Ở bên đây thì gia chủ có trồng một số cây mít anh chị. Ở bên đây thì đất cũng cao ráo và bằng phẳng. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể cất thêm một căn nhà bên đây nữa nha. Ở bên đây thì gia chủ đã cất một căn rồi. Bên đây thì không gian phía trước thì xây tường và cổng rào rất là kiên cố luôn anh chị. Phía trước thì gia chủ làm cổng rào bằng sắt. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn nha. Phía trước thì mình có một khoảng không gian sân rất là trống luôn anh chị. Gia chủ thì cũng làm tiền chế hết luôn. Ở đây thì mình sử dụng nước là nước máy. Điện thì gia chủ cũng đã vô sẵn rồi anh chị. Ở bên đây thì có trồng một cây lộc rừng. Và bên đây thì mình có cây mai vàng. Không gian sân thì gia chủ cũng lót gạch nền luôn rồi nha anh chị. Ở ngang mặt tiền của mình là 11 m. Ở cổng rào của mình bằng sắt nha anh chị. Ở bên đây thì mình có một cái bàn, buổi chiều anh chị có thể ra đây mình ngồi uống trà ha. Cái nền thì gia chủ đều lót gạch nha anh chị. Cửa của mình là cửa xin pha. Tường thì gia chủ chỉ sơn và đi bê thôi. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về đây là 18 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây
anh chị di chuyển về khoảng 65 km là anh chị tới nha. Trần thì gia chủ đóng la phong nha anh chị. Và hai bên hông thì đều thiết kế hai cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Dẫn đầu trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ tặng cho anh chị. Ở đây thì mình có bộ ghế sofa nè anh chị, máy quạt nè. Ở đây thì mình có tủ, anh chị mình đựng giày dép. Ở đây thì mình có tivi nè. Ở trên đây thì mình có đèn chùm nè anh chị, rất là đẹp. Trên thửa đất căn nhà của mình có 204 mét là đất thổ cư nha anh chị. Ở đây thì căn nhà của mình có hai phòng ngủ. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Gia chủ thì cũng sử dụng là cửa cây luôn nha anh chị. Ở dưới nền thì gia chủ lót gạch. Ở bên trong thì mình có tủ quần áo nè, két sắt nè. Đây thì mình có giường ngủ nè. Bên đây thì mình có bàn trang điểm nè. Đầy đủ hết anh chị. Ở bên trong thì mình có máy lạnh. Mình có nước máy nóng lạnh luôn nha anh chị. Trần thì đóng la phong. Ở bên hông thì mình cửa sinh pha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ 600 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ nha. Còn đây là căn phòng thứ hai của mình nha anh chị. Bên trong thì cũng lót gạch. Tường thì sơn và bê. Trần thì đóng la phong. Ở bên hông thì mình có một cánh cửa. Ở toàn bộ cửa thì gia chủ dùng cửa sinh pha hệ 1000 nha anh chị. Bên trong thì mình có máy lạnh luôn. Anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ định vị để anh chị mình trực tiếp xem vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Còn khu vực này là không gian nhà bếp. Nhà bếp thì gia chủ cũng ốp gạch hết luôn anh chị. Và trên đây thì mình có kệ bếp nè. Ở bên đây thì mình có tủ lạnh nè, máy giặt nè, máy nước nóng lạnh anh chị, đầy đủ hết. Còn bên đây là nhà vệ sinh nha anh chị. Ở bên trong thì mình có một cái hồ bơi để anh chị mình tắm luôn. Ở dưới nền thì lót gạch dán lên tới mí la phong luôn nha anh chị. Ở gia chủ thì đều dùng nước nóng lạnh hết luôn. Ở bên đây thì xây tường hết luôn nha anh chị. Còn khu vực phía sau thì gia chủ chỉ lót gạch nền. Và đây thì mình có bồn nước nè. Nó xây tường cao khoảng 3 mét nha anh chị. Nó ngang của mình là 11, sâu là 38 nha anh chị. Tổng diện tích của mình là 407,5 mét vuông. Trên thửa đất căn nhà của mình có 204,8 mét là đất thổ cư nha anh chị. Ở xung quanh thì cắm trụ hàng rào hết. Ranh giới thì rất rõ ràng, anh chị yên tâm ha. Giá bán là 2 tỷ 600 triệu nha anh chị. Giá này thì chủ có nói với em mình còn thương lượng nha. Ở đây thì gia chủ đều lắp camera hết luôn anh chị. Không khí thì em thấy rất là mát mẻ và trong lành luôn. Về thì anh chị cô chú mình mua nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Ở đây thì mình gần chợ nè, nhà thờ. Mình cách chỉ 500 mét đổ lại thôi.
Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ các anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn ha. Để em di chuyển một lần nữa để anh chị mình xem và tham quan nha. Bên đây thì gia chủ cất chỉ một lô thôi anh chị. Bên kia thì mình còn một lô nữa. Về thì anh chị có thể cất thêm một căn nhà nữa thì cũng còn rất là rộng luôn nha anh chị. Căn nhà của mình thì có một phòng khách, hai phòng ngủ anh chị. Tường thì sơn và đã đi bê hết luôn. Nhà này thì toàn bộ cửa đều dùng cửa sinh pha hệ 1000, bên trong thì inox nha anh chị. Giá bán là 2 tỷ 600 triệu. Anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn. Phòng khách của mình thì em thấy rất là rộng và sang trọng luôn anh chị. Ở đây thì mình có một cây đèn chùm nè, rất là đẹp luôn, và bộ ghế Sinfa. Phía trước thì mình có một khoảng không gian sân rất là rộng nha anh chị. Mình có thể đậu ô tô 4 chỗ rất là thoải mái luôn. Đó, phía trước thì có làm một cái máy tiền chế ra phía trước. Đó, ngang mặt tiền của mình là 11 mét nha anh chị, sâu là 38, có 204,8 mét là đất thổ cư nha. Vậy thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư. Ở đây thì mình có đèn đường và camera an ninh luôn nha anh chị. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà của mình. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.